chưa tòng ngàn tôi anh linh ngồi kia con chú quyết đi hành núi non danh danh thơ đã có tiếng đồn đi vang cửa bể chớp thư thuốc đầu gầy ra mà mặt mặt vương lòng lòng mơ lanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứ sớm ra tổ thờ. Ba mươi lúc một người tu, ba mươi lúc một người tu. Ôi sao ba mươi tu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.